Hello, Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư, 20 tháng 9 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 231 bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dân trí số 231 ngày thứ tư 20 tháng 9 năm 2017, Lisa mời quý vị và các bạn nghe một bài nhạc Khi mà quê hương của mình nó đang tung hoành, giặc Tàu đang giày xéo, thì tình yêu nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên em buồn lắm, bởi vì nhà cửa dớt dang không có, anh phải đi ra để mà anh đi làm ở xứ người. Cho nên anh đi khi mà mặt trời, khi mà quê hương bị lửa loạn như vậy. Em chỉ có biết là viết thư để mà gửi anh, để em mơ một ngày nào không còn chế độ Đảng Cộng sản khốn nạn, để mà tình yêu của mình được nhen nhúm. Mời quý vị và các bạn hãy nghe một bài nhạc của Việt Nam Cộng Hòa, đó là Viết Thư Tình nha. Thank you.
Lisa xin tái ngộ cùng quý vị. Trước khi vào chương trình, Lisa gửi lời cảm ơn chị Kim ở vị trí nhà. Chị là một người chị tinh thần của Lisa. Chị gọi Lisa, chị rất là dễ thương. Các bạn tặng cho chị của Lisa một cành hoa. Chị quan tâm tới Lisa lắm. Chị gửi một thùng quà cho Lisa rất là tội nghiệp nha. Chị luôn luôn quan tâm tới Lisa. Chị mua nào là dầu nước xanh, nào là salon bath, rồi chị mua những cái vấn đề là khẩu vị, thực phẩm. Những này là kêu bằng là tự tay chị làm để mà chị gửi cho Lisa. Lisa rất là tin tưởng chị, rất là thương mến chị, cho nên Lisa nhận những cái phần quà của chị. Sẵn chương trình em cảm ơn chị, em rất là cảm động khi mà chị quan tâm tới em. Chỉ cần chị gửi những cái món quà hoặc là gửi thậm chí những cái thức ăn, thực phẩm chị gửi cho Lisa, những này là quan tâm tới sức khỏe Lisa như vậy. Lisa cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị Kim ở vị trí nhà cũng cho em gửi lời thank you very much đến với ông xã của chị luôn nha. Rồi, chương trình ngày hôm nay Lisa muốn trở lại để đưa cho các bạn một bản tin đầu tiên, đó là đốt xe container đầu kéo ở Hà Nội. Chị Lisa ơi, xe đầu kéo cháy trơ trụi cái khung ở trên đường Vành Đai. Ba sạch của chị đã được diễn biến ra vào rạng sáng khoảng 4 giờ 30 ngày 20 tháng 9 năm 2017 ở tại đường Vành Đai 3. Ở trên cao ở Hà Nội, đoạn qua nút giao xuống Bixi Thăng Long, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe đầu kéo số Hải Phòng đã lưu thông chiều chùa Pháp Vân đi Mai Dịch. Khi đến nút giao xuống Bixi Thăng Long, chiếc xe đã bị một vật lạ bay và đập vào, chiếc xe đã bốc cháy lên dữ dội. Giao thông nguyên cả một khu vực đã bị ùn ứ cả lại. Mọi cố gắng dập tắt ngọn lửa tại hiện trường đều bị thất bại. Chiếc xe đã bị cháy trơ khung. Đầu xe, dầu trên xe tràn xuống mặt đường. Lũ đầu bò đang tìm nguyên nhân tại sao mà lại cháy những cái xe giường nằm liên tiếp như thế này mà vô phương cứu chữa chị nhé. Rất là cảm ơn. Đây là xe giường nằm mà trong tuyến đường đã bị bốc cháy ngùn ngụt nha. Thật là cẩn thận cho chị. Vô tình nha. Phải vô tình cho chị. Cứ tiếp tục nữa. Cứ ba sạch lên cho chị. Chị Lisa ơi, tiếp tục nữa. Khai quả đốt sạch công ty vật tư nông nghiệp Trường Sơn ở Cái Bè, Tiền Giang chị ạ. Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 19 tháng 9 năm 2017, hai chiến sĩ của ba sạch ta đã đột nhập vào kho của cửa hàng công ty vật tư nông nghiệp Trường Sơn tại ấp 2, xã An Hiểu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và đã phát động ba sạch và làm một mồi lửa khác nhau ở tại đây. Vào lúc 22 giờ 40 phút sau khi đã rút lui thì chỉ có 203 mồi lửa của ta đã phật lên cháy dữ dội, đang lan rộng khắp mọi nơi. Nhận được tin báo cháy, lũ đầu bò đã hớt hơ hớt hải, mặt mày xanh dờn, huy động 3 xe chữa cháy chuyên dùng, các hàng chục thằng cán bộ đến hiện trường khẩn trương chống cháy, nhưng đã bất lực hoàn toàn do vụ cháy xảy ra tại công ty chứa nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, cho nên gây ra mùi hôi khủng khiếp, khiến cho lũ đầu bò phải cháy cho cháy, phải đeo mặt nạ. Ngọn lửa ba sạch vẫn ung dung tung hoành suốt cả đêm cho đến 5 giờ sáng ngày 20 tháng 9 2017 hôm nay mới bị khống chế và dập tắt. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là cái mồi lửa dễ thương bé nhỏ thứ ba của ta đã không chịu phật lên như dự tính vào 22 giờ 40 ngày hôm qua, thì vào 8 giờ sáng nay tự nhiên lại bốc cháy lên, làm cho lũ đầu bò lại run sợ và hoảng hốt. Tiếp tục điều tra và điều nhiều xe chữa cháy lại và đã phá gần hết bức tường để tiếp cận đám cháy. Chúng đã dùng vòi rồng nước vào bên trong. Toàn bộ tài sản trong cửa hàng vật tư nông nghiệp Trường Sơn này đã bị ngọn lửa
thiêu rụi hoàn toàn chị ạ. Ừ, rất là vui. Chị rất là vui. Hãy tiếp tục cho chị. Làm cho kinh tế của nó phải phá tan tành. Không riêng gì công ty vật liệu nông nghiệp, mà công nghiệp, mà xí nghiệp xuất nhập khẩu. Tất cả những công ty, chúng ta lập kêu bằng là phải cho cháy lên cho chị. Nha, cho cháy lên cho chị. Đúng ra Lisa không có đưa cái tin này, nhưng mà chúng ta chiến đấu thì bắt buộc phải có hy sinh. Các bạn tặng những vành cần hoa cho những người chiến sĩ thầm lặng. Thôi, Lisa không đưa tin này. Lisa đã không có đưa cái tin này ra. Chúng ta chỉ biết là chiến sĩ và những người của chúng ta cứ mạnh mẽ âm thầm mà tiếp tục khai quả cho chị. Chị Lisa ơi, chị Lisa, trời ơi ghê quá chị ơi, cho chết mẹ nó luôn. Không được đi du học, đến đòi lại tiền đặt cọc. Nhưng mà những thằng chó đẻ con cháu của Cộng sản không đưa tiền, cho nên người em học sinh này phẫn quốc quá, đã dùng dao để mà cứa cổ thằng giám đốc của cái trường mà vấn đề là kêu bằng là nhập học này. Đúng, nó lấy vấn đề là gần mấy chục triệu, ta phải cứa cổ nó thôi. Chẳng những cứa cổ nó mà giết cả gia đình của nó luôn, bỏ cái tật lừa đảo. Những cái tụi mà nó lừa đảo đi lao động xuất khẩu hoặc là đi học là toàn là cái lũ con ông cháu cha, con cháu của thằng Hồ. Cho nên nó gạt tiền như vậy là phải lấy máu cho chị, phải giết nhiều hơn nữa. Những người nào mà đi lao động xuất khẩu, đi làm nô lệ mà bị những cái trung gian này nó môi giới, rồi nó đưa bỏ, nó bỏ con giữa chợ, hãy gọi điện thoại về, hoặc là lao động một thời gian về rồi tìm ra con ngựa nào, thằng chó đẻ nào, công ty nào mà lấy tiền lấy bạc mà bỏ con giữa chợ, giết chết cho chị, tàn sát cho chị, bỏ tật mất dạy. Cái vụ mà dụ dỗ ở Việt Nam, cái vụ này nhiều lắm. Để đưa đây, trời ơi, muốn tư vấn thì đưa đây, trời ơi, chỉ cần đóng tiền trước đi là tôi sẽ làm cho tôi bao từ A tới Z luôn. Đi theo diện EB3, phải không? Đi theo diện du lịch, phải không? Đi theo diện du học, phải không? Đi theo diện FNC, phải không? Đi theo diện bảo lãnh, phải không? Đi theo diện ODG, phải không? Đưa đây, tôi lo cho. Rốt cuộc rồi con người ta đưa tiền, đưa bạc lo cho nó, lo cái gái mẹ của nó. Gá bà ta chết mẹ tôi bây giờ. Người ta khổ ở Việt Nam mà còn những đây là lừa đảo người ta. Mà những cái thành phần mà trong những cái dịch vụ này là toàn là con cháu của thằng khốn nạn già hồ. Cho nên chị ủng hộ các em. Chị ủng hộ các em. Giá bộ nó nói là công ty này có chi nhánh ở nước ngoài, cho nên nó lấy tiền mà nó không làm, vậy là phải là cắt cổ chứ chết mẹ nó. Chị ơi là chị, em buồn lắm. Người dân đứng nhìn, trời ơi là trời, xem người ta vấn đề là bị giết chết như vậy đó chị. Nó đánh người ta chết rồi, người dân người ta đứng nhìn không. Em xem mà em ói máu luôn chị ơi. Ừ, em ói máu thì vấn đề là em phải hành động đi, chứ em ngồi đó em nói không cũng đâu có được. Em thấy như vậy em ói máu, em thấy nó quánh như vậy, toàn dân người ta đứng không như vậy, em ói máu thì em phải hành động đi. Làm chiến sĩ của chị đi, âm thầm trong đống đêm. Mỗi một người là vấn đề là một chiến sĩ sát thác ở trong thời điểm này. Trời ơi, là chị vui ơi là vui chị ơi. Hôm qua trên đường Liên Thôn Lộc Hà, hai thằng cảnh sát chó đẻ cảnh sát giao thông đuổi người vi phạm. Bởi vì nó hăng máu quá, nó đuổi quá, cho nên hai thằng đã hạ cánh tại đây an toàn. Một thằng thì bị thương nặng, một thằng thì chết mẹ rồi chị ơi. Cho bỏ cái tật mà rượt con người ta, xe cảnh sát giao thông ngã xuống hầm, cho nó chết cái mẹ nó luôn. Bạn nói không đó, xe cảnh sát giao thông rượt chạy sao mà tăng văng mẹ xuống hầm, cho mày chết mẹ mày luôn đi. Sao em không nói chị ở đâu? Mai mốt nó gửi tin cho chị, phải cho chị biết là ở chỗ nào. Nếu có tên tuổi càng tốt thì chị cầu hồn cho nó nha. Hôm qua ở trên đường Liên Thôn Lộc Hà, hai thằng cảnh sát giao thông đuổi người vi phạm đó chị. Do nó mất dạy, nó hóng hách, nó chạy tốc độ quá nhanh, nên nó đã hạ cánh an toàn ở tại đây. Một thằng thì bị thương rất nặng, một thằng thì cứ là ngáp ngáp chết rồi. Tốt nhất là nên cảnh báo những thằng chó đẻ cảnh sát giao thông không nên đuổi người vi phạm để bảo đảm tính mạng bản thân cho người thân của mình. Người dân ta comment ta nói chết mẹ nó đi, cho nó chết mẹ nó luôn cũng càng tốt. Các bạn coi nó khốn nạn đó, chiếc xe nó các bạn
người dân người ta hả hê khi mà chiếc xe có cảnh sát giao thông, mà vấn đề là chạy sao mà chuối mẹ nó chứ hầm như vậy cho chết mẹ tôi bấy luôn đi, giết luôn, bỏ tật rượu, quen cái thói mất dạ rồi tao cho giết luôn chứ khỏi có mà rượu. Chị ơi chị, con đĩ Thái Ngọc Nhiên bây giờ nó trốn mẹ nó luôn rồi, không thấy mặt mày nó đâu, tao là chắc chết mẹ rồi đó. Bị chị tụng kinh các em thấy chị linh ghê không? Chẳng những con đĩ Thái Ngọc Nhiên mà bây giờ thằng Đỗ Hiếu cũng chạy về vừa chuẩn bị lo làm ăn rồi. Rồi thằng vấn đề là kêu bằng là thằng Nghĩa, thằng con cũng mẹ gì đó, thằng chó đẻ đó cũng thục mẹ nó rồi. Tao nói tao bay đụng với tao rồi tao bay chết. Tao bay trụ ẻo tao, tao không chết ngày nào tao cũng lên chương trình, giọng của tao nó mạnh cũng như là sư tử hống. Còn tôi bay bây giờ rụng mẹ càng hết trơn này, con chát thằng Hồ gì yếu vậy trời. Má mẹ mày dòng họ cao tàng cố tổ tiên nhân tổ đường 36 họ cha 33 họ mẹ mày con hồn nhiên. Bây giờ mày ở đâu vậy hả? Cái con bờ con bụi con trụi lông tơ, con không hồ sơ, con không quý lý lịch, con không quốc tịch hả? Mày đâu rồi? Mẹ mày trốn này hả? Mày sợ người ta chứ mày là thẻo lờ mày hả? Con ngựa khốn kiếp. Hay là mày nhìn ra sự thật thằng Trọng Lưu bán nước rồi? Có đây thục rồi à? Hễ mà mày lên mày chửi tao là tao giả bộ tao làm thinh. Còn hễ mà tụi bay thục vô trong vấn đề là Ba Đình giống thằng Hồ là tao chửi tao bay lội đầu ra. Còn đứa nào chửi tao tao làm thinh là tao ngồi tao cho tao bay chửi. Giống như là cái con đĩ ngựa hay là cái thằng khốn nạn nào mà vấn đề là An Nguyễn gì đó. Tự nhiên mà đặt cầm cờ ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam đi ra rồi thả với hầm cá đốt. Sao mày không đem hết cờ và những đây là vàng ba sọc mày vô nhà mày đốt nó cho hồn thiêng sông núi. Nó đốt mẹ nhà mày cho mày chết cái mẹ mày luôn đi mà đặt làm chuyện rùi bu. Tao là người Việt Nam, mày là người Việt Nam mà mày đi đốt cờ của Việt Nam. Mày biết cờ những đây là vàng ba sọc đỏ là có từ thời vua Thành Thái không con ngựa? Đồ thức ngục. Ở Việt Nam ngục vậy đó. Vỗ ngực, tao là người Việt Nam, tao là dân Việt Nam. Mà tưởng sao dân Việt Nam đi tôn thờ cái cờ máu què, cái cờ máu kinh, cái cờ chó đẻ. Cái cờ đó là đâu phải cờ của tổ quốc Việt Nam. Mày coi lại lịch sử đi. Đồ cái thứ đầu bò, mày mở ra, mày lên Google, mày coi cờ của các thời đại của thời lịch sử đi. Mày coi cờ của bà Trưng, bà Triệu, ngọn cờ phạn như thế nào. Mày coi từ thời trước đây là vua chúa Việt Nam người ta dùng cờ phạn như thế nào. Còn cái cờ đỏ máu thám của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là cái cờ nó chỉ có là du nhập từ bên Tàu vô. Từ trước đây là kêu bằng là năm 1945 thôi. Đồ thứ khốn nạn xuất vật tụi mày. Mà đặt vỗ ngực lên xanh sao đẻ muộn ăn cất gà không biết con dã bạc ta chết mẹ tụi bây giờ mà đặt nói tao là người Việt Nam, bỏ cái thói nói là người Việt Nam đi, phải nói là tao là người của cộng sản, tao là người Việt Cộng. Đừng có đem hai chữ Việt Nam vô, nhục lắm mấy con chó. Người Việt Nam mà mày đốt đốt cờ tổ quốc Việt Nam mà tự đốt cờ vàng là bên đây tao Lisa bức xúc à. Tao không có bức xúc đâu, nhưng mà hồn thiên sông núi bức xúc, cao tàng cố tổ vấn đề là của tụi bay bức xúc. Mày xe đụng mày chết mẹ mày, bởi vì mày nhục mạ tới vấn đề là đất nước đại cồ Việt. Chó đó mày đặt giá bộ tao là người Việt Nam cho nên tao chửi lũ bao quê tụi bay, tao đốt cờ vàng tưởng sao cờ vàng có từ thời vua Thành Thái, nhục hùng. Cờ vàng có từ thời thằng chó đẻ Hồ Chí Minh chưa ra đời, cờ vàng có từ thời con đĩ mẹ thằng Hồ Chí Minh Hoàng Thị Loan chưa ra đời. Còn trong khi cái cờ máu què của tụi bay, cái cờ mà cái này là cái bằng là cờ đỏ sao vàng có từ thời nào? Khốn kiếp. Chị Lisa ơi, con đĩ Liêm chồng nó là thằng Tuấn Dĩa ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hai vợ chồng nó cho vay nặng lãi ở công ty Chiên Lương. Hai vợ chồng nó nịnh công an thấy ớn luôn chị à. Nó tuyên bố là nó sẽ nuôi hết công an huyện Bến Lức, kêu bán nhà thờ của nó nuôi đi hai con ngựa, đồ thức ngục. Tụi nó còn nuôi luôn cả lũ bảo hiểm xã hội ở Bến Lức. Ai vay tiền hai vợ chồng con đĩ này thì nó thông báo cho bảo hiểm xã hội biết. Nếu người dân không trả nợ cho nó thì bảo hiểm sẽ không cho rút tiền luôn. Chị lên án tụi bảo hiểm xã hội ở huyện Bến Lức đi chị. Tối nay chị nói nha chị. Ai biểu các em ngục đi mua bảo hiểm làm mẹ gì? Đi mua đi là cho có chuyện gì coi coi mẹ nó có bồi thường không mà đặt mua. Chị ơi chị, gần 2.500 tiểu thương đã ào ạt xuống đường biểu tình quá lớn luôn rồi chị ơi. Ừ, chị mong như vậy đó, chị mong. Cho nên là bao giờ cái đường lối của đảng, cái chủ trương của đảng chúng tôi bản thân tôi
tôi thấm nhuần lắm. Tôi 17 năm tuổi đảng, bây giờ tôi là tiểu thương ở đây, nó lấy mẹ nó rồi. Chị ơi, cưỡng chế giải tỏa nhà ở chợ Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Lực lượng đã bị bà con đáp trả trứng vịt thúi. Đây là một cái chiêu mới chị ơi, tại sao không tạt axit mà đi tạt tạt chúng mày là trứng vịt thúi làm chi vậy? Bà to con Cai Lệ vấn đề là mai mốt là chơi axit cho chị. Không có cần phải là trứng vịt thúi cho nó tới nó ăn cướp vậy đó, mà vấn đề là bằng là mẹ nó ra chỗ trứng vịt thúi làm mẹ gì? Tao liên quan vậy không? Tàn mấy nhà anh đang có núi rồi, nó lại ra làm anh chúng nó đi. Lần sau đừng có chơi như vậy nữa, lần sau đừng có những này là cái bằng là thò thò thấy không dịch thúi nữa nha. Chị ơi chị, cái lũ chó đẻ đảng cộng sản nó kéo cả lũ yêu nghiệt đi phá giáo xứ quá trời luôn chị ơi. Ừ, mọi người dân Việt Nam phải mạnh mẽ lên, còn bằng không là kể như xong, bằng không là kể như xong. Ngày hôm nay Lisa sẽ cho các bạn biết nhiều cái tin kinh tế và chính trị cực mạnh ở tại Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 9 thì phái đoàn của thằng Tào Cộng do thằng Lưu Vân Sơn là nhân vật quyền lực đứng thứ 5 của thường ủy Bộ Chính trị Tào Cộng đã qua Việt Nam để mà hối thúc việc bàn giao đất nước Việt Nam cho nó. Thằng Lưu Văn Sơn này đã gặp thằng Việt Cộng Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức trung ương để mà chỉ đạo việc bổ nhiệm cán bộ theo ý của Tào Cộng. Tức là thằng Lưu Văn Sơn này nó ép thằng đảng Cộng sản phải tăng cường đưa cán bộ qua để cho nó đào tạo thành thái thú theo các mật ước mà Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và thằng Trọng Lú đã ký. Nghĩa là cán bộ từ cấp nhỏ nhất là xã, là huyện, là ấp cũng phải qua để mà học một khóa tập huấn bồi dưỡng chính trị của Tào Cộng thì mới được giữ chức vụ sắp tới đây. Những ai không qua học nhẹ thì bị cắt chức và đuổi ra khỏi đảng, khai trừ khỏi đảng. Nặng thì sẽ bị ám sát để mà diệt trừ hậu quả. Đồng thời cán bộ cao cấp từ cấp chủ tịch tỉnh lên tới bộ trưởng, bộ chính trị cũng phải sắp tới sẽ toàn là những người Tào Cộng, do Tào Cộng chỉ định chứ không do đảng Cộng sản hoặc toàn dân Việt Nam quyết định nữa. Cho nên các bạn đừng có mơ mà kêu bằng nó họp thường vụ quốc hội hoặc là bộ chính trị nó họp để nó đưa thằng này lên, đưa thằng kia lên, không có chuyện đó nữa. Sau cái vụ mà thằng Trọng Lú nó đã nắm đại quyền rồi, nó thanh trừng phe của thằng Ba Dũng và các phe phái khác gần tiêu tùng hết rồi, thì bây giờ tình báo Hoa Nam nó bắt đầu ra mặt là những người của nó là đưa lên, là do nó đã phải đào tạo bên nó và nó đưa qua để cho lên. Và người dân thì chỉ có là những đây là kêu bằng là đi vào đó để bỏ phiếu thôi. Ngày xưa là đảng cử dân bầu, bây giờ là Tào cử dân Việt Nam phải đi bầu. Tức là đảng Cộng sản bây giờ không còn quyền nữa. Sau đó thằng Lưu Vân Sơn này còn tuyên bố công khai là hai đảng Cộng sản có cùng chung vận mạng. Cho nên nhân dân hai nước cũng sẽ kết hợp để tạo thành một cộng đồng có chung vận mạng để khẳng định đảng Cộng sản Tào Cộng và đảng Cộng sản Việt Cộng là một. Cho nên cùng đi theo con đường do Tào Cộng vạch ra và sáp nhập đảng Cộng sản Việt Nam vào đảng Cộng sản Tào Cộng là tất yếu. Lần này Lưu Văn Sơn chỉ đề cập tới việc sáp nhập nhưng không hề nói gì về tình hình Biển Đông, vì đảng Cộng sản đã thừa nhận đó là vùng biển đảo của Tào Cộng, cho nên báo đảng Cộng sản đều giấu nhẹm bản tin này để người dân không biết gì cả, nhưng mà báo hải ngoại thì đã có đăng đầy đủ. Phía đảng Cộng sản thì lập tức hứa là sẽ làm theo tất cả những gì mà thằng Tào Cộng chỉ đạo. Cả thằng Trọng Lú và thằng Nguyễn Xuân Phúc cũng như là con bưng bô Nguyễn Thị Kim Ngân đều ra vẫy đuôi như một con chó để mà tiếp kiến thằng Lưu Văn Sơn để thể hiện sự mừng rỡ và trung thành đối với thằng Tào Cộng. Riêng thằng Trần Đại Quang giả
thì khỏi cần ra mừng, vì nó là người tào cộng nên được cho miễn đi ra chào mừng mà sẽ nhận chỉ thị riêng. Sau đó thì cả Trọng Lũ, Xuân Phúc, Kim Ngân đều có buổi mật đàm đối với thằng khốn nạn Lưu Văn Sơn để được hướng dẫn phải làm gì sắp tới và chuẩn bị sát nhập ra làm sao để cho êm thấm. Ngoài ra, Lưu Văn Sơn còn chỉ đạo thanh trừng và điều chỉnh đảng Cộng sản Việt Cộng theo mô hình của Tàu Cộng trong hội nghị Trung ương 6 sẽ tổ chức vào tuần sau. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy. Đây là thằng Lưu Văn Sơn. Nó đã qua Việt Nam và bắt tay với thằng Phúc Niệm. Rồi tiếp tục nữa nó bắt tay với thằng già Trọng Lũ. Các bạn thấy chưa? Đó. Khốn nạn như vậy. Và sau đó là thằng Việt Cộng Hoàng Binh Quân, đặc phái viên của Trọng Lũ, kiêm trưởng ban đối ngoại Trung ương, đã đi ra để chào mừng và bắt tay với thằng Lưu Văn Sơn. Để gửi món quà cho Tàu Cộng thì đảng Cộng sản đã đồng ý cho mở rộng nhà máy Bosis Tây Nguyên để mà xứng tầm cỡ thế giới. Theo lệnh này thì Bosis Tây Nguyên sẽ được mở rộng thêm gấp đôi kể bắt đầu từ năm 2018 trở đi để xây thêm một nhà máy và khai thác thêm một cái mỏ nữa, đó là mỏ nhôm. Tức là nhà máy Formosa bây giờ nó nói rằng nó chỉ sản xuất thép thôi. Bây giờ nó chuẩn bị tới 2018, nó sẽ bắt đầu xây thêm một cái nhà máy nữa và nhà máy này sẽ là khai thác nhôm. Khi mở rộng nhà máy tại Formosa thì Tàu Cộng sẽ đem thêm mấy ngàn dân Tàu Cộng tràn sang Việt Nam để mà lấn chiếm đất đai và nhà cửa, để mà đồng hóa người Việt Nam, và cho đến năm 2020 thì cả một vùng Tây Nguyên và cái vùng ở tại Vũng Áng ở Formosa này sẽ trở thành một khu tự trị của Tàu Cộng, rồi sát nhập toàn bộ đất nước Việt Nam vào lãnh thổ của Tàu Cộng luôn. Nhà máy Bosis Tây Nguyên đã được mở rộng thì sẽ thải chất độc nhiều hơn vào nguồn nước và làm tăng tỷ lệ ung thư và quái thai, bệnh tật tràn lan ở tại Việt Nam. Đây là một Formosa thứ hai được Tàu Cộng và Đảng Cộng sản Việt Cộng đã bảo vệ và được lên lịch trình. Các bạn thấy không? Bây giờ nó lên lịch trình chuẩn bị, đây là một cái nhà máy mà vấn đề là Formosa thứ hai sẽ khởi hành 2018 sản xuất nhôm. Sản xuất nhôm. Lisa nói rồi, đường nào cũng chết. Nha. Ngoài cho mở rộng nhà máy Bosis Tây Nguyên thì thằng Trọng Lũ là thằng đứng đầu đảng Cộng sản còn ra luật cho người Tàu Cộng được mua nhà ở tại Việt Nam được hợp pháp 99 năm. Trời đất quỷ thần ơi. Đó, người nào ở Việt Nam sống nổi tới 99 năm để coi nó mua nhà được hợp pháp. Để làm hài lòng Tàu Cộng và đẩy nhanh sát nhập theo luật cũ thì chỉ có Việt Kiều không từng chống Cộng, gia đình chưa từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì mới được mua nhà trong 49 năm ở tại những khu vực được cho phép. Nhưng theo luật mới này thì bất kỳ người Tàu Cộng nào cũng được mua nhà tới 99 năm ở tại Việt Nam, bất kỳ khu vực nào mà không bị giới hạn, cũng không cần nhờ người đứng tên giùm. Như vậy thì dân Tàu Cộng trong tương lai 2018 sẽ tràn qua Việt Nam ào ạt để mua hết các miếng đất chiến lược có vị trí đắc địa tại Việt Nam. Những thằng chủ tịch bí thư ở tại tỉnh xã hầu như đã biết được dự đoán này, chuẩn bị gom tiền, cho nên nó chuẩn bị cho giải tỏa, cướp đất và cưỡng chế nhà của người dân. Tất cả những người dân hãy chuẩn bị tinh thần, khi mà đã ra lệnh cho người Trung Quốc, tức là Tàu Cộng, được phép mua nhà ở tại Việt Nam sinh sống 99 năm thì kể như là đất cát ruộng vườn, những cái nơi nào mà đất vườn hãy chuẩn bị tinh thần.
nó sẽ cướp trắng trợn để mà nó phân đất ra nó bán. Nha. Sau cái nghị định này và ký kết này thì không biết liệu thằng Trọng Lúa có sống tới 99 năm không, khi mà nó đã có toàn quyền sở hữu. Sau đó thì các miếng đất này sẽ trở thành đất của Tàu Cộng. Đây là một chiêu bài bắt nước và bàn giao Việt Nam một cách im thấm cho Tàu Cộng. Nhờ vậy mà Tàu Cộng sẽ xâm lược Việt Nam âm thầm và im thấm mà không cần tốt một viên đạn nào cả. Tức là người Tàu Cộng có thể sở hữu nhà đến 99 năm, tờ báo Việt Nam Express Kinh Doanh đã đăng tin, nhưng chúng không dám nêu tên là dân Tàu Cộng, mà trong cuộc họp thì đã cho biết người nước ngoài chỉ là đăng lên báo trá hình, nhưng thật sự là người Tàu Cộng, chứ không phải là người nước ngoài, Anh, Pháp hoặc Việt Kiều gì cả. Cho nên những người Việt Kiều đừng có mừng. Thằng Tàu Cộng nó tính hay đó. Bởi vì cái bán đảo Crimea ở tại đất nước Ukraine ngày xưa cũng là đã dễ dãi cho thằng Nga, người Nga ào ạt qua để làm ăn sinh sống. Có những người mua nhà, mua cửa ở tại bán đảo Crimea. Và các bạn đã thấy rõ ràng bây giờ bán đảo Crimea tự động, bây giờ thằng Nga nó tuyên bố bởi có người dân của nó đã sinh sống ở bên đây từ thời nào tới bây giờ. Cho nên chỉ mới có 50 năm thôi mà bây giờ đụng chuyện một cái thì thằng Nga nó chiếm luôn cái bán đảo Crimea, bởi lợi dụng là người dân Nga đã mua nhà và sinh sống ở tại bán đảo Crimea. Thì bây giờ thằng Tàu Cộng nó đã biết được như vậy và thế giới không làm gì đối với bán đảo Crimea ở của đất nước Ukraine. Thì bây giờ các bạn phải nên nhớ kỹ rằng nó bắt đầu tiến hành để mà nó làm. Để mà nó làm. Chỉ vậy thôi. Cho nên rất là đau lòng. Rất là đau lòng khi mà đất nước Việt Nam của mình như vậy. Nha. Cho nên nó đưa, nó bắt buộc thằng Trọng Lú ký lệnh cho người Tàu Cộng sang để mà mua những cái miếng đất như vậy, thì chắc chắn rằng sau này nó sẽ chiếm nước Việt Nam. Bên trong đất liền thì đảng Cộng sản đã cho Tàu Cộng mua nhà tới 99 năm. Còn ở ngoài các đảo thì đảng Cộng sản gấp rút đẩy nhanh việc xây dựng đặc khu kinh tế để bàn giao cho Tàu Cộng. Bộ kế hoạch đầu tư của đảng Cộng sản đã hối thúc để mau chóng thiết lập và xây dựng đặc khu kinh tế ở tại Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Để đón Tàu Cộng vào, Bộ kế hoạch và đầu tư đã tuyên bố là bên Tàu Cộng đã xây đặc khu từ 4 đời trước rồi, nên Việt Nam phải xây đặc khu thật nhanh theo yêu cầu của Tàu Cộng, không thể chậm hơn được. Một khi Việt Cộng xây xong đặc khu thì cả khu đó sẽ bị Tàu Cộng xâm lược một cách im thầm. Đây là âm mưu bàn giao không tiếng súng mà đảng Cộng sản lập ra để giao đất từ từ cho Tàu Cộng. Đợi Lisa một chút. Hello listener, can I help you? Ok. Ok. Mới giờ này thôi đã gọi lấy hẹn rồi. 10 giờ mở cửa mới có 8 giờ. Sau khi đã thống nhất việc bàn giao Việt Nam cho Tàu Cộng thì đảng Cộng sản đã gấp rút vơ vét cứu chót bằng cách tăng giá xăng lần thứ 5 liên tiếp. Đây là lần tăng giá thứ 5 chỉ trong 2 tháng. Cứ cách 15 ngày thì đảng Cộng sản cho tăng giá xăng một lần. Lần này thì đảng Cộng sản tăng giá còn mạnh hơn lần trước. Xăng A92 đã tăng thêm 319 đồng một lít. Xăng E5 đã tăng 297 đồng một lít. Dầu đã tăng thêm 491 đồng một lít. Giá xăng A92 đã vọt lên 18.111 đồng một lít. Còn xăng E5 thì lên 17.836 đồng một lít. Nghe nói rằng từ đây tới cuối năm giá xăng sẽ tăng lên 30.000 đồng một lít. Để cho người dân có sống nổi không? Để cho người dân ngồi đó làm thinh đi. Giá xăng tăng
thì sẽ kéo giá gas tăng, giá điện tăng theo, đồng thời chi phí sản xuất và vận chuyển cũng gia tăng, làm tăng giá hàng hóa và dịch vụ, cuộc sống của người dân sẽ càng cực khổ hơn nữa vì giá xăng tăng. Từ đây tới cuối năm còn hơn 3 tháng thì Đảng Cộng sản dự tính sẽ tăng giá xăng thêm ít nhất 5 lần nữa để cho đủ 10 lần chứ không chỉ dừng lại ở 5 lần. Cho nên giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp trong 2 tháng đã vượt ra ngưỡng cửa 18.000 đồng một lít. Những người Việt kiều nào đó ở bên đây đó chuẩn bị mau mau làm tiền bạc nhiều chút để chạy về Việt Nam ăn chơi đi, để nó đè đầu nó lấy tiền hết. Tao ngồi bên đây tao vỗ tay tao cười, tao đéo cần về Việt Nam. Mẹ nó ra cái đất nước mà còn có lũ đảng đĩ cộng sản là đừng hông mà tao về. Còn mấy con nào đó mà vấn đề là ham thì cứ việc sắp đất chạy về Việt Nam chơi đi, Việt Nam vui lắm, chạy về đi. Tao cho giá xăng nó lên 50.000, tao cho lấy $1 nó đổi mẹ nó ra. Vấn đề là kêu bằng là một đồng tiền Việt Nam. Tao nói là đè đầu trắng cổ luôn, gói trắng cổ, hừ hừ. Vấn đề là kêu bằng cái lũ khốn nạn nào mà đi về Việt Nam. Đi, đi. Tao sẽ viết thư tao gửi cho vấn đề là Donald Trump, tao nói. Những con chó nào mà qua bên đây mà về chứ đăng đỉ là phải được thực sức, thực sức, thực sức về cho tao. Này! Đó, tao khốn khiếp. Đó, con cháu cộng sản qua đây bây giờ tài sản bây giờ sợ mất rồi. Sợ tịch thu bây giờ bán rẻ bán mắc rồi. Qua đây ăn tiền tham nhũng của người dân mua căn nhà 2 triệu bây giờ đòi bán con 1 triệu kìa. Tao đó thèm múa. Tao cho ông tài sản của thằng Nguyễn Xuân Phúc cũng chuẩn bị coi chừng đi. Tao cho nó lấy hết. Mẹ tụi mày. Để hốt, cứu chót thì Đảng Cộng sản sắp cướp hết tiền vàng ngoại tệ của dân để ở trong nước và ngoài nước. Tiến sĩ Việt Cộng Võ Trí Thành tuyên bố là tiền vàng tích trữ ở trong dân nhưng không đưa vào sản xuất rất lớn mà lại chảy ra nước ngoài. Đây là tín hiệu cho thấy Đảng Cộng sản sẽ cướp sạch tiền vàng của dân đang tích trữ và ngăn chặn người dân đem tiền vàng ra nước ngoài để cướp nhiều hơn nữa. Đây là vơ vét cứu chót nên Đảng Cộng sản sẽ cướp hết tiền vàng, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của dân để bán lấy đô la rồi đi định cư nước ngoài. Lúc này người dân phải rút hết tiền vàng trong ngân hàng ra để khỏi bị Đảng Cộng sản cướp, không đầu tư nhà đất vì dễ bị Đảng Cộng sản cướp đất và bỏ tù. Các bạn nên nhớ kỹ. Và thằng chó đẻ tiến sĩ Võ Trí Thành nó đã nói tích tiền tích trữ ở trong dân mà không lấy để đưa vào sản xuất thì là một điều sai lầm rất lớn. Cho nên tất cả những người dân nào có tiền thì thằng tiến sĩ Võ Trí Thành nó kêu gọi là phải lấy tiền ra để mà nhà nước làm ăn. Đây là cái mặt mà của thằng tiến sĩ, vấn đề là kêu bằng Võ Trí Thành, nó kêu là nếu mà không lấy tiền của người dân ra thì là một điều sai lầm. Các bạn thấy khốn nạn không? Đó, cái lũ chó đẻ tôi bay đó, cái lũ con cháu thằng già hồ tôi bay đâu có sợ, chỉ có dân đen thôi, chỉ có dân đen ở Việt Nam nó sợ thôi. Phe Bắc Cộng tiếp tục thanh trừng phe Nam Cộng theo ba Dũng chị Lisa. Phe Trậm Lú đã cho khai trừ khỏi đảng hai thằng Nam Cộng trong ban chỉ đạo Tây Nam Bộ vì tội sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể là Trậm Lú đã khai trừ thằng Việt Cộng Nguyễn Thanh Hải là chánh văn phòng ban chỉ đạo và thằng và con Việt Cộng Lê Thị Thu Hằng là kế toán trưởng ban chỉ đạo. Ngoài ra Trậm Lú còn cho kỷ luật ba đứa khác là Việt Cộng Nguyễn Quốc Việt là bí thư đảng ủy, phó trưởng ban chỉ đạo, Việt Cộng Nguyễn Văn Úc là chánh văn phòng ban chỉ đạo và Việt Cộng Sơn Thị Quanh Ni là thủ quỹ ban chỉ đạo. Đây toàn là đàn em của ba Dũng cài vào ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nên Trọng Lũ mới lấy cớ chống tham nhũng để cho bắt hết rồi thay phe Bắc Cộng vô. Như vậy thì phe Bắc Cộng vừa chiếm ưu thế, vừa chiếm thêm quyền lực
tại miền Nam và vừa triệt hạ được vây cánh của ba Dũng, đẩy ba Dũng vào thế tử cố vô thân, không còn đàn em gì nữa. Đây là một chiêu, một mũi tên bắn ba con nhạn của Trầm Lũ. Nếu ba Dũng mà còn ngồi im chờ đợi, không chịu phản đòn, phản công, thì chắc chắn cả gia đình sẽ chết với Trầm Lũ phen này. Trầm Lũ sẽ thanh trừng từng đứa con của ba Dũng, rồi cho ba Dũng đi theo Nguyễn Bá Thanh. Ba Dũng phải chết thì Trầm Lũ mới an tâm được và mới giữ vững được đảng. Thằng chó đẻ, vấn đề là cái bằng mày ngồi đó hoài, mày chờ thời đi, tao cho mày chết mẹ, mày bỏ tật ngục. Gặp tao là tao quậy banh tành rồi. Kêu con gái của mày đó, Nguyễn Thanh Phượng, liên lạc với tao, tao quậy không đẹp không ăn tiền. Bảo đảm mày luôn, tao quậy không đẹp không ăn tiền. Chị Lisa ơi, hôm nay tôi mới nhận được tin ở bên kia họ cho biết rằng rất có thể Tập Cận Bình sẽ phái sát thủ trà trộn vào người dân và mục tiêu là sẽ giết chết mấy bọn tham nhũng để mà tịch biên tài sản, để lấy đó mà trả nợ cho đảng cộng, cho nước ngoài. Tức là có nghĩa khi nó thâu tóm Ba Đình thì nó sẽ phải ôm cục nợ hàng nghìn tỷ tiền đảng cộng sản đã vay của nước ngoài. Đó là điều mà thằng Tào Cộng và giới chính trị của Tào Cộng, Tập Cận Bình đang băn khoăn không thể nào trả nổi. Cho nên trong cuộc họp bí mật được đưa ra, món nợ ngân hàng Thụy Sĩ và nó đã sai đảng đĩ tăng thuế lên và cướp bóc tiền của người dân thật là nhiều. Bên cạnh đó, nó dùng chính sách đánh tư bản, mại bản cùng với chiêu bài đã hổ diệt ruồi nhằm mục đích tịch thu tài sản của người dân và đặc biệt là của những thằng quan tham để gom về Tàu Cộng. Bởi vì nó đã tính rồi, khi lấy Việt Nam hoặc sát nhập thì nó không thể trả số tiền như vậy. Cho nên lệnh mà tịch thu tăng thuế không phải là của đảng Cộng sản, mà chỉ thị này đã được từ ở bên Tàu Cộng đưa qua. Đây là một nguồn tin mực em đã cho chị hay. Tức là tăng thuế là không phải do đảng Cộng sản tăng trong cái tình hình này, mà do thằng Tàu Cộng nó nói rằng tao sáp nhập Việt Nam thì bây giờ một cái núi tiền nợ nần như vậy tao đâu có ngu. Cho nên bây giờ mày lôi đầu những thằng đảng viên nào của mày giàu có cỡ nào, biệt thự lực bạc cỡ nào, mày đem ra cho tao. Mấy thằng chó đẻ xây biệt thự ở Việt Nam, tụi bay chuẩn bị đi, tao nói tụi bay không nghe. Nó nuôi tụi bay no tròn rồi, chuẩn bị nó lấy tụi bay để tụi bay tưởng sao là tụi bay tụi bền vững lắm. Tụi bay vỗ ta, tụi bay ca ngợi đảng đi, tụi bay ca ngợi ủng hộ đảng, ủng hộ thằng Hồ rồi nhà cửa tụi bay mất mẹ, tụi bay tụi bay biết. Bởi tụi bay ác quá mà, tụi bay ăn cướp đất của người ta mà. Cho nên tụi bay thấy không, ngày xưa quả báo thì lâu, mà ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Những cái tòa biệt thự của thằng Trịnh Xuân Thanh, rồi những cái nơi của thằng, vấn đề là kêu bằng là những thằng khốn nạn, tụi bay thấy từ từ bị lôi ra hết trơn. Tụi bay ở đâu được chưa tới 10 năm, chưa có hưởng thụ chân là đã tiêu toàn mẹ nó. Chị ơi, cuộc họp này đã tính rằng sau khi thâu tóm và sát nhập nước Việt Nam, cơ quan quyền lực sẽ chuyển về ở bên Tàu và sẽ được sự chỉ đạo từ bên Tàu để thay mặt bên phía Việt Nam. Và đương nhiên khi họ đã nắm đầu não thì họ phải nghĩ tới số tiền để mà trả cho cái món nợ mà đảng Cộng sản đã từng vay và từng tham nhũng. Người Tàu họ đã điều hiểu rõ được sự tham nhũng của những quan tham, cho nên để tránh lạm phát và tăng cao ở bên Tàu Cộng thì chính quyền của Tập Cận Bình đã họp và sẽ ra kế sách là khi thâu tóm được nước Việt Nam thì người Tàu Cộng sẽ có đủ tiền để trả nợ thay cho đảng Cộng sản Việt Nam, trả cho quốc tế, bằng cách hiện bây giờ nó ra chỉ tiêu và nó kêu gọi rằng Trọng Lũ phải tiến hành những bước mà em đã đưa tin cho chị ở trên. Xin báo cáo cho chị Lisa biết, còn tin cũ về việc đổi tiền thì em đã được mật báo, thật ra đó là chiêu bài để đảng Cộng sản dụ những người nào làm việc ở trong ngân hàng, coi họ có phải là gián điệp tình báo để mà rò rỉ thông tin ra bên ngoài không. Chứ thật ra nguồn tin đổi tiền là nguồn tin giả, tức là hư giả giả thật.
đã có rất nhiều người làm ở ngân hàng đã bị đuổi việc và đã bị bắt mà báo chí nó không dám đưa lên chị Lisa. Đây là chuyện nội bộ tuyệt mật. Thêm nữa, em cho chị biết, em có thể khẳng định với chị về việc đổi tiền là đã bị bại lộ và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không đổi tiền, mà nó sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Bây giờ chiều hướng mà chị nên thông báo cho toàn dân, tức là nó phải đánh thuế gia tăng thật là cao và cướp đất, cướp nhà của người dân, cũng như tiền bạc người dân gửi vào ngân hàng có thể sẽ bị mất trắng. Em xin nói cho chị biết, tụi nó dụ người dân kê khai tài sản, tụi nó dụ người dân bỏ tiền vàng vào ngân hàng để mà cướp sạch. Nếu chị thông báo tin này, người dân nào mà không nghe thì người dân đó sẽ bị thất bại. Trong cuộc họp mật, 7 người không ra mặt đã từng họp với nhau và cho biết rằng lệnh của cấp trên, tức là lệnh của Tàu Cộng, đã kêu gọi rằng nếu mà sáp nhập Việt Nam thì với khối nợ khổng lồ làm sao phải chi trả, cho nên phải yêu cầu để mà tăng thuế của người dân. Mấy cái thằng mà chống Tàu đó ở Vũng Tàu, tụi bay chuẩn bị tinh thần, nó thanh trừng tới tụi bay. Cái lệnh ngày hôm nay Lisa nhận được đó là những thằng chủ tịch Ủy ban Nhân dân Vũng Tàu mấy năm về trước đã kêu gọi mọi người dân biểu tình để mà chống giàn khoan của Tàu Cộng, đang lên kế hoạch và chuẩn bị khai trừ những thằng chủ tịch Ủy ban Vũng Tàu, sẽ thay thế toàn bộ là Tàu Cộng. Cho nên ở tại Vũng Tàu các bạn thấy thời gian chuẩn bị thay đổi là nó như vậy đó. Các bạn còn nhớ những năm về trước thằng chủ tịch ở tại Vũng Tàu. Đó, thằng bí thư đó. Thưa tất cả bà con. Chết mẹ tụi bay rồi, Tàu Cộng nó mổ ruột tụi bay. Tôi thấy cảm động. Ừ, cảm động đi con. Lực lượng của chúng ta tổ chức một cái đợt diễu hành để biểu thị cái thái độ yêu nước của mình trước cái sự ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng lãnh hải của Việt Nam của chúng ta. Vi phạm chủ quyền của chúng ta rất là nghiêm trọng. Đây là bí thư đó. Bằng cái lòng yêu nước của các bạn và của đồng bào chúng ta, các bạn tổ chức một cái đợt diễu hành bất chấp trời nắng đường xa. Tôi quan nghênh các bạn. Việt Nam muôn năm. Việt Nam muôn năm. Cái video này đã được một tay tình báo Hoa Nam thu thập chứng cứ. Ở tại Vũng Tàu, bí thư và chủ tịch Vũng Tàu hãy chuẩn bị tinh thần. Lisa chỉ gửi tới những thằng đầu bò phe miền Nam, Nam Cộng ở tại Vũng Tàu, hãy chuẩn bị cái mạng chó của tụi bay. Tao cho ở đó mày đi ra, mày đứng đó mày ủng hộ đó. Bây giờ nó ngang ngược nó vô rồi đó, mày dám ra nữa không? Bây giờ mày im mẹ mày rồi phải không? Mày thục mẹ mày luôn rồi phải không? Hả? Hả? Chị ơi, chị ở nước ngoài về nó làm bôi bác chị ơi, nó ràng cái vali lại bằng kẽm gai, bằng lưới nè chị à. Ừ, đây đó. Sao không tịch thâu luôn đi? Trong tương lai mà ở bên nước ngoài mà về mà làm cái chuyện này bôi bác như thế này thì tao mà không phải lấy luôn, tịch thu luôn đi đó, nó phản động đó, phản quốc đó, đi về tịch thu luôn đi. Tao nói tao cho tao phải chết mà. Chị Lisa ơi là chị Lisa, trời ơi là trời, công ty nó khốn nạn, nó lừa đảo nè chị ơi. Trời ơi, nó mua xe taxi cũ xì, nó sơn lại, nó bán với giá xe hơi mới 100%. Người dân phát hiện thì nó xin bồi thường 80 triệu tiền già hồ, nhưng người dân nhất quyết không chịu, bắt nó phải trả lại toàn bộ số tiền. Ban đầu chị á, sự việc xảy ra tại Đà Nẵng đó chị ơi, nó nhục nhã vô cùng. Nó mua ba cái xe mà thời Bảo Đại ở Truồng á, bắt đầu về nó sơn lại Việt Nam ngục có biết cái mẹ gì. Bắt đầu nó bán nó xe 2017, tới chừng phát hiện ra là xe thời Bảo Đại ở Truồng nó sơn lại để mà nó bán cho xe taxi ở tại Đà Nẵng đó. Đó.
Nên con chó mà ở với cộng sản nó cũng phải vấn đề là luyện võ công mới mong được sống. Chị ơi trời ơi khốn nạn quá chị ơi là chị. Khốn kiếp vậy đó. Chị Lisa ơi, thêm một bằng chứng khẳng định những gì chị nói là hoàn toàn chính xác. Phe Trọng Lú đã cho kiểm tra việc bổ nhiệm trên toàn quốc nhằm triệt hạ các phe cánh khác và cài cắm người của bọn nó vào. Biến động bắt đầu sẽ căng lên rồi chị ạ. À. Chị đã nói rồi, những thằng ở tại miền Nam cộng hãy chuẩn bị đi nha. Chị không cần phải nói nhiều nữa nha. Chị ơi, bà con ở tại chợ Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang hôm nay đoàn kết chống lại công an, cảnh sát cơ động cưỡng chế nhà mình. Không chống thì nó cướp nhà thôi, nó bán cho Tàu Cẩm qua để mà xây ở. Chị ơi, chị hết giờ rồi, chị Lisa ơi, ok. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai với những bản tin nóng. Các bạn ở Việt Nam có những cái tin nào ở phường, ở xã nó chưa có đăng báo thì cứ gửi cho Lisa. Lisa thấy cái tin nào cần công bố là công bố. Những cái tin mà các bạn đưa có những cái tin cũ rồi cho nên Lisa không có công bố. Mong các bạn thông cảm cho Lisa nha. Thân ái, chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.